hôm nay mình chạy hàng T-Class nha các bạn. Cho các bạn xem đường kính rất là chuẩn. Cái này là cái máy to đường kính bằng Piaget nha, rất là nhạy luôn. Nó thấy cái số tới 3 chữ số phía sau của thằng. Sợi nhựa thì cực kỳ trong, trong vắt như nước luôn. Thì lát nó phải như thế này nha các bạn, tinh ra thì nó mới đẹp được. Đây là mình kéo là cái cuộn M6 ký, sau đó mình mới chia nhỏ ra. Lúc chia nhỏ ra thì mình phải kiểm tra cái thước một lần nữa cho nó chắc chắn sai số.